Cả làng đổ xô xem củ sắn khổng lồ dài 1,4 mét hình chân người. Trong một lần đi đào sắn, người nông dân ở Thiểm Tây Trung Quốc đã phát hiện củ sắn có hình dáng như chân người dài 1,4 mét. Mới đây, một nông dân ở Đồng Xuyên, Thiểm Tây Trung Quốc đã thu hoạch được một củ sắn khổng lồ. Nhìn qua bên ngoài, củ sắn có hình dáng như một cái chân người còn nguyên cả bắp chân. Củ sắn khổng lồ dài 1,4 mét, phần dài nhất có đường kính 72cm. Khi biết tin người nông dân nói trên tìm được củ sắn khổng lồ, cả làng đổ xô đến xem. Nhiều người cho biết họ đã trồng sắn và ăn sắn nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy củ sắn lớn như vậy. Cách đây không lâu tại Việt Nam, anh Quang, một nông dân ở Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An cũng đã đào được một củ sắn khổng lồ. Cây sắn này được anh Quang trồng trong vườn mà không hề chú ý chăm sóc. Đến khi cải tạo vườn, anh quyết định đào củ sắn lên. Điều khiến anh bất ngờ, chỉ sau 2 năm, củ sắn đã phát triển rất lớn. Củ sắn khi cân nặng 20kg. Khi chưa đào củ sắn lên, thân cây sắn cũng phát triển lớn hơn những cây khác. Vỏ ngoài củ sắn vẫn trơn mượt, không có dấu hiệu bị hư hỏng.